vào bếp, vào bếp sạch, phơi khô cho cô. Dạ vâng. Bê vào bếp. Dạ vâng ạ. Ừ. Chị ơi, thế còn vợ chồng cái Trang chưa về ạ? Chúng nó đang trên đường về rồi đấy. Lẽ ra là về sớm hơn cơ, nhưng do tính chất công việc nên được nghỉ ít lắm cô ạ. Chứ còn gì nữa, hai cái nghề cần kíp cho xã hội, không có mặt là không xong. Như ông rể nhà chị, suốt từ hôm cưới đến giờ em còn chưa gặp lại đấy. Yên tâm đi, hôm nay thế nào cũng gặp nhá. Mẹ nhá. Ơi. Ôi, à đây. Về này chị. Chào ông. Chị đón chúng nó đi. Em về rồi à các con? Mẹ. Sao, đi đường có mệt không con? Hả? Dạ không đâu mẹ ạ. Không mệt, ui, có một tiếng thôi ạ. Ờ, thế thằng Nghiêm đâu? À, hôm nay anh Nghiêm có một vụ tai nạn đột xuất cần xử lý. Cho nên anh sẽ về sau ạ. Có về thật không? Hay là lại chỉ nói thế thôi? Lần nào cũng lý do lý chấu rồi là không thấy đâu. Ồ, có chứ ạ. Ui, dỗ đầu bố vợ, làm sao mà không về được. Anh em giúp dân như thế, được xem là góp công đức để hồi hướng cho bác trai. Có phúc lắm đấy ạ. Con Đào này, lúc nào nói cũng như hát hay ấy. Thôi được rồi, đi. Đi vào nhà đi các con. Còn cô, cháu gì? Xong rồi. Em cháu, em lấy xong thông tin rồi anh ạ. Về thì cầm cho anh bộ đồ nhá. Dạ vâng. Bác sĩ, tình hình bệnh nhân thế nào rồi ạ? Không có tổn thương nào đáng kể, nhưng bệnh nhân đang bị mất trí nhớ tạm thời. Cái gì? Mất trí nhớ tạm thời ạ? Lý do có thể bị choáng, cũng có thể do chấn thương sọ não. Phải tiến hành chụp CT và làm một số xét nghiệm để xem bên trong có bị tổn thương gì không. Vâng, cảm ơn anh. Anh ơi, người nhà bệnh nhân đến chưa ạ? Chúng tôi cần làm thủ tục để nhập viện. Cứ để tôi, cô ấy ở tận trong thành phố Hồ Chí Minh, không có người thân ngoài này. Vậy thì mời anh đi theo tôi ạ. Lát nữa mày có tạt qua nhà luôn không? Chắc là không. Hôm nay còn sắp phải tao tiêm phòng. Xong việc ở đây là tao tranh thủ về nhà xem nó có sốt xiết gì không. Mà mày rảnh rang đi về đi. Ai? Mày. Tao á? Ừ. Tao rảnh á? Thôi thôi, tao rảnh quá. Lát nữa nhá, tao phải lộn lên trên phố để đi đón thằng con trai lớn và thằng con trai bé nhá. Trang ơi, ở đây rồi. Lát nữa tao mày đi về cùng nhá. Mày nhắn cho Nghiêm đấy à? Đến đâu rồi? Anh ấy bảo là đi giải quyết công việc một tí rồi về. Thế mà bây giờ vẫn chưa thấy đâu cả. Thế thì sẵn điện thoại ở đây mày gọi cho ông ấy đi. Ừ. Hỏi xem ông đi đến đâu rồi. Cứ đứng chờ như thế không thấy sốt ruột à?